Đây, xin chào mọi người. Trước khi mình bắt đầu, mình đã chia sẻ cái thông báo của mình cho mọi người biết là mình phải là bác sĩ, mình không phải là thầy tâm linh và không phải chuyên gia nào hết. Mình chỉ hai đứa mình đây chia sẻ cho vui thôi. Nên kiến thức này áp dụng thế nào là phụ thuộc của mọi người phải lấy trách nhiệm về hành động của mình. Biết mà hai lúa làm theo mới là lúa đó. Thì đây và quên đó. Thì trước khi mình bắt đầu thì mình mời bố đại cầu, hai sao của mình và hai sao của mọi người, nếu mà họ muốn có thể tham gia bước vào không gian này để mình có thể chia sẻ, suôn sẻ và giúp mọi người tiêu hóa dễ dàng hơn và giữ không gian để giúp cho mọi người có thể ở trong cái lâu thông mã thế giới riêng của mình để không bị ảnh hưởng bê mấy người khác. Và ở đây thì cảm ơn mọi người tham gia hôm nay. Thì ở đây là cái trang web của Cash Foundation, có cái điểm bán sản phẩm chính thức của Cash Foundation. Những sản phẩm này là được sáng tạo bởi những mấy người tìm kiếm kiến thức, những mấy nhóm lớn trong cái thế giới này, đa số một phần là trong nhóm Trung Quốc. Nói chung là ai muốn để sản phẩm của mình lên đây cũng được hết trơn á. Đa số mấy cái này là không phải Cash Foundation làm, mà họ hợp tác với mấy người học sinh, mấy người tìm kiếm kiến thức để đưa lên đây. Nó lấy chỉ một phần quay hồng thôi. Cái đa số là từ Trung Quốc đến, mấy người đó tự làm. Và từ mấy nhóm khác, cũng như Bulgaria hay là nhóm, nói chung là nhiều nhóm bỏ sản phẩm lên đây. Thì ai có đủ sáng tạo thì có thể liên lạc với Cash Foundation để bỏ sản phẩm của họ lên đây, để Cash Foundation bán sản phẩm dùm cho họ. Và mục đích hôm nay là mình muốn chia sẻ cho mọi người thấy cái tác dụng khi mình áp dụng GANs. Mình có thể biến đổi nó để nhiều sản phẩm có thể áp dụng và thấy cái hiệu quả khác nhau của nó và những cái sản phẩm khác ngoài cái GANs. Và mình có giải thích cho mọi người có thể làm như thế nào những mấy sản phẩm này nếu mình hiểu biết được. Ra một phần lớn thì nó không khó lắm. Thì ở đây bạn cũng thấy cái này không phải là sản phẩm. Cái này hội thảo sắp đến. Thì ai muốn tham gia thì tham gia cái hội thảo của hình như này là Universal Council, hội đồng vũ trụ gì đó, mình cũng không lưu ý. Để xem cái này không, hội đồng vũ trụ không phải rẻ như vậy, 500 các hội thảo gì đó. Thì ai thắc mắc thì vô đây để đọc để hiểu thêm, đi vào hội thảo. Thì hôm nay không tập trung về hội thảo mà những cái sản phẩm của KF. Ở đây là sản phẩm gọi là xịt để xịt cho sạch. Đây vừa mấy sản phẩm trong đây trong hai một cái. Chắc không có hình lớn quá. Chắc còn hình lớn ở đây nó mất nguyên ngày quá. Tại vì đường mạng nó đang hơi chậm. Mình chỉ coi một cái này thôi. Mấy cái kia mình hình nhỏ này không sao đâu. Ai cũng con mắt khó chơi mà sáng sủa lắm mà. Tham gia nhóm này là mắt sáng sủa rồi. Mình không cần nhìn mấy hình lớn đâu. Ở đây có ba sản phẩm giá của đại gia, nếu mà ai có thể mua nổi thì mua. Cái năm ngàn euro thôi à. Ở đây có ba sản phẩm, một nước lọc nước, cái máy lọc nước, cái máy OO á, nó có máy năng lượng trong giọng. Cái sản phẩm kia là cái miếng thở, là một cái gọi là cái mình sẽ cho dọn dẹp môi trường. Cái này là sẽ cho dọn dẹp môi trường nè, giống như mà cái thiết bị mà những máy mà dùng thuốc trừ sâu á, nó phun thuốc sâu á, thì nó chỉnh nó lại để nó xịt nước năng lượng thôi. Và cái máy kia là máy OO, máy lọc nước. Nhưng mà đây nè, mở ra nó lọc nước. Cái kia để mình thở thôi à. Em coi là hình bự nè. Cái giá nó rất là... Thì bạn chọn đi, 5 ngàn. Thì mấy này mỗi người có thể tự làm được, cái nó không khó lắm. Cũng như là cái máy mấy cái thuốc, cái máy thiết bị mà để xịt thuốc sâu á, mình có thể bỏ mấy chai năng lượng trong cổng, mình sạc nước mình đi xịt. Cái máy lọc nước này thì nếu mà ai có mua máy lọc nước rồi đó, trong đó nó có mấy cái lọc, thì mình có thể chính giữa bỏ mấy chai năng lượng trong cái thủy tinh, mình làm mấy cái gas
thì mình bỏ vào chai thủy tinh nhỏ thì 2 ml, 5 ml hay là lớn hơn, nhưng giữa mấy cái đó thì mình có thể bỏ được để cho nó sạc năng lượng trước đây nó vô, hay mình để ở ngoài cũng được, nó sạc nước khi mà ở trong môi trường đó, cách nào cũng được hết trơn. Cái này là một cốc một mạng, ta làm sẵn hết trơn rồi, nó bán 50 euro. Thì bạn muốn làm phức tạp thế nào, đơn giản thế nào cũng được hết trơn, với mấy nguyên liệu làm sẵn hết trơn nó bán thôi, không phức tạp. Cái hình này là để cho hút những năng lượng mà nhiều người dùng muốn wifi đó, mà để sau điện thoại sau máy vi tính, đang hút mấy sóng wifi bớt hơn. Đây là cái bút giảm đau, cái bút giảm đau là mình cũng như nhất kim chỉ đó, mình chỉ chỗ nào hết đau cho nấy. Trong đây có mấy cái lò xo, sau này mình mất mình sẽ chỉ mấy người có thể tự làm mấy cái này được. Cây có cây này như vậy lắm, lúc trước mình có mấy cái bút này mình cho đi rồi, không có thể xô hàng được. Cái bút này cũng nặng, nó cũng to, nó khoảng đây nè, trong đó có khoảng 3 lò xo, 3 cây, cây bự ngoài, cây nhỏ ở giữa, mà cây thẳng ở chính giữa nữa. Nếu mà ai muốn Google trên mạng thì chỉ dạy nó không khó, thì mình mất mình chỉ, nói chung cây nào cũng được. Bạn lấy cái bút nga nào á, nghe là ai cũng đã làm rồi phải không, làm cái lò xo mà làm gan cốc một cốc một mạng đó, có cái lò xo đó. Bây giờ mình dùng nano đồng rồi đó, thì mình bỏ vô cái bút nào đó để mình cầm nó dễ hơn, để không bị dính cái nano đồng hay bị bốc, thì mình lấy là mình chỉ vô chỗ nào đó. Thì bạn thử đi, không cần làm phức tạp giống như gì, làm một lò xo cũng được, hay là bỏ một cái bự ngoài cái nhỏ trong để tạo cho cái lưu động năng lượng. Thì bạn lấy cái đó bạn bỏ vô cái bút mực ấy, hay là bạn bỏ vô mấy cái ống của khoa học gì đó, nói chung là bỏ chỗ nào vô cũng được hết trơn, để cho mình cầm nó không bị ảnh hưởng. Rồi là mình chỉ chỗ nào đau mình chỉ chỗ đó xem nó ảnh hưởng như thế nào, thử khám phá. Rồi cái này là khẩu trang này quá dễ đi, trong khẩu trang này nó có thể bỏ gas khô, gas mình phải khô lên á, hay là mình xịt nước ướt cũng đều được đó, nó tự khô à. Nhưng nếu mình bỏ trong đây một số gas khô ở phía sau, cái này bỏ trong cái bọc ni lông đi nghe, cái đừng trực tiếp, có thể nó bị ướt hay nọ nó ra, thì mới bỏ trong cái bọc ni lông nhỏ để trong cái khẩu trang này mai lại, thì nó sạc cái những năng lượng đi vô thôi. Mấy đó ông nội tôi 200 euro cho 20 cái. Những sản phẩm khác chắc người đó trước mấy người lần trước mấy người thắc mắc mà chưa không biết như thế nào phải không? Có 2 em bạn Universal, cái này giá 100 euro đi vô coi thôi. Ở trong cái ở Ý có một chỗ cũng như bạn cái đó có thể exhibition, bạn có thể đến đó để tham gia, phải đăng ký trước để thấy những cái sản phẩm này trực tiếp, thì giá đi vô được khoảng 100 euro. Đăng ký trước ở trong hay như là Linz, mình không biết chỗ nào, nước nào nữa, quên là chắc Ý hay gì đó, Austria, đúng rồi, Linz Austria, Austria mà không biết tiếng Việt là gì luôn nữa. Là nên trước đến cái đó bạn có thể vô tham gia trực tiếp những mấy sản phẩm này. Cái này là hồi lúc trước có một người hỏi đó là cái gì, phi thuyền hay là gì vậy, phi thuyền chắc đâu có đơn giản gì đâu. Đó gọi là Universal Enhancement Spaceship Unit, là những cái sản phẩm mình bước vô là bước ra hết bệnh, bước vô ngồi mấy giây bước ra hết căn bệnh. Nhưng hết hay không là phụ thuộc theo mỗi người thôi, tùy theo cái linh hồn mình nó muốn trải nghiệm thế nào, mục đích mình muốn như thế nào. Thì cái chia sẻ của ông thầy Cash đó là nếu mà ai bị bệnh gì bước vô bước ra là xong. Thì cái máy này nó bán 1 triệu, 1 triệu euro, chắc 1 triệu 200 mấy, hay là mình quên cái tiền nó phụ đề ra thế nào. 1 triệu mấy trăm ngàn đô đó. Thì này cái 2 cái máy, một máy này là một máy gọi là mình ngồi vô cho mình khỏe mạnh, có một máy kia giống y như vậy luôn nhưng mà nó tạo sự gọi là vật chất, mục đích nó là tạo tất cả vật chất trên thế giới này. Thì đó bao gồm vàng hay này nọ, thì ai muốn đến đó chứng kiến có xô hàng hay không thì hên xui. Thì cái máy này là cũng như đứng lên cũng như là cái máy kia, nhưng mà cho sức khỏe thôi, để cho mình đứng lên rồi cho năng lượng nó chảy qua A đến B. Cái này là nó được hồi mà hồi thảo đầu tiên á, thì mấy năm về trước á, những mấy người tìm kiếm kiến thức họ chơi phong phú lắm, họ dùng mấy cái lò xo
Ồ, nó quá phức tạp đi, nó họ quá cái tâm huyết trọng nó quá lớn để trải nghiệm những mấy cái này. Bây giờ nó làm cũng giống như thế thôi, nhưng mà nó bỏ trong cái bài bản hơn, những mấy lớp nhựa ngoài là không thấy trông như thế nào, nhìn cho thấy nó cao siêu hơn, chứ thật sự nó cũng dùng cùng nguyên lý thôi, nhưng hình như mấy cái này nó dùng mấy cái lò phản ứng đó. Cái react thì hơn chứ không phải mà mấy cái lò xo hồi xưa mà làm bằng tay. Cái này nó bán như là bao nhiêu số không, được để 1 2 số không, trời ơi, 250.000, 250.000 euro. Hỏi năm tôi trả 500.000 Việt Nam nó có được 250 không? Những cái này làm cho y tế mấy người cái chị cảm nhận có cái thiết kế để làm những mấy cái này, nhưng cho chúng đó cho những mấy người mà cần rất là phong phú, cần nhiều thời gian để làm, thì sau mốt mình chia sẻ những cái sản phẩm khác dễ dàng hơn, nó dễ dàng hơn mà nó bình dân hơn, mọi người có thể tự làm được. Ông bác sĩ quay video đầu tiên cũng làm muốn giống những cái thiết bị giống như này nè, nhưng mà ông làm mấy cái lò xo và những mấy kia bằng react thì ông dùng để đi xử lý bệnh ung thư mình rất nhiều bệnh khác. Đây là cho chắc chắn cho mấy người mà không muốn làm nghe cái thiết bị là mua máy đến làm sẵn rồi. Mấy cái này cho giúp cho sơn để làm bỏ vô sơn thì sơn hiệu quả hơn, có thể dụi đi khi mình làm nghe xong rồi đó mình bỏ vô cái sơn của mình để mình sơn tường thì nó tạo những cái năng lượng ở trong tường sẵn rồi, mình không cần để miếng hũ và nó chia đều hơn, thì có thể một bên mà làm cho gan kẽm, một bên kia thì mình làm cho gan CO2 hay gì đó hay đồng, thì nó tạo một lưu động năng lượng từ bên này đến bên kia, tường này qua tường kia để mình cảm nhận rõ ràng hơn. Hay là mình sơn, ví dụ mình ở cái nhà 3 lầu, lầu 3 mình chơi CH3 hay là chơi kẽm đi, đầu 1, lầu 1 mình chơi CO2 thì nó lưu động trước hay là đồng cũng được nữa, thì nó tạo lưu động từ đầu 3 với đầu lầu 1 rồi lầu 2 trong giữa vẫn xấy những mảng năng lượng lưu động từ trên đến từ trên đến xuống hay xuống đến trên, cái lưu động năng lượng nó có thể cảm nhận được. Và ai thắc mắc là ok tôi làm cái gas khô được hay không, thì cái này cho thấy mọi người gas mà làm khô được nó một cái tác dụng khác, khi mình làm khô xong rồi đó rồi mình làm ướt lại cái trường nó khác. Vậy khi mình làm khô á nó không có được cái khoảng cách đều giống như cái ướt, khi làm khô đó là nó nùi một cái giấy một thành một chỗ đây, nó cái chênh lệch cái nó khác là nhiều, nhiều chênh lệch khác nhau tại vì nó không có đủ đủ đều khoảng cách. Khi mà còn để trong cái dung dịch giống như bên đây nè thì khoảng cách nó đều hơn, cái trường nó khác. Thì mỗi cái năng lượng này họ dùng cho khác biệt, làm sẵn cho cây hay là cho sơn, cái này cho khô muốn làm gì cũng được hết trơn. Những cái này là 100 euro, 100, 100 hết trơn. Thì ai mà có đủ tiền thì chi nó ra để trải nghiệm, không là mình tự làm, mình phải khô, cũng không khó. Những cái sản phẩm như đây thì đơn giản hơn. Mấy cái đây là mấy cái kit để mình đi đem đi, mình chia sẻ, mình làm sẵn hết trơn rồi. Và cái áo này gọi là những khi mà nó làm cái áo năng lượng, nó bỏ mấy cái nghe trong đây, sau này sẽ làm mấy cái phương án khác, ví dụ như là mấy cái áo này á, là khi mà cái bông gòn á, khi mà trong cái quá trình trồng mấy cái cây bông gòn này nó có lấy năng lượng sẵn rồi, dùng mấy cây từ sinh trưởng nó sinh ra, từ mình trồng nó từ nó lớn lên thu hoạch, nó áp dụng công nghệ gas rồi, sau khi mình làm sản phẩm sau này là cùng trong cái quá trình thì nó sẽ ảnh hưởng khác. Đó là một quá trình sau này khi mà những cái quần áo là các foundation đã có hợp đồng với mấy công ty sản xuất những mấy không những mấy công ty mà trồng bông gòn rồi, đang họ mua những bông gòn khi mà trồng từ nhỏ đến lớn đến áp dụng công nghệ này rồi, khi họ làm cái áo thì cái trường nó sẽ khác liền, khi mặc cái áo nó có mặc cái năng lượng, không là mình cái áo bình thường của mình lấy chai một cốc một mạng hay là kem kẽm hay là CO2 mình sẽ tên được giống như thế thôi, nhưng nó dễ hơn nhiều, nhanh hơn nhiều. Thì mỗi người thích trải nghiệm mang áo năng lượng thì mang áo. Mấy này là những mấy cái cốc mà làm ra đó, trong cái quá trình làm cốc có những mấy cái clay á, những mấy cái đất này đó, xình đất sét xình này đó, thì mình bỏ gas khô trong chảo hay gas ướt ướt cũng được nữa để cho mình làm, sau mình làm khô và nó có năng lượng thì mình chọn, ví dụ đi mình muốn ổn định cảm xúc thì mình dùng gas kẽm CO2, nếu mình muốn xử lý mấy con trùng vi sinh học thì mình dùng đồng, hay mình chọn tỷ lệ đó là phụ đích hoặc là mục đích của mỗi người thôi.
Nên những cái sản phẩm này là nó trộn nghe khô trong chảo rồi, nghe ướt rồi, nó ta trong quá thì nó khô, thì nó ở trong đây. Ở đây cũng vậy đó, mà cái mấy cái này nó làm sẵn có năng lượng trong chổng rồi, trong quá trình làm mấy cái này nó bỏ nghe trong chổng nó trầm bông, thì khi bông bạn có cái trong phủ một cái năng lượng nó khác biệt thế nào thì bắt bạn khỏi mất công tưới thường xuyên, tại trong cái phủ này trong bản chất nó đã có năng lượng rồi. Rồi cái máy này máy lọc khí à, máy lọc khí này ở ngoài có nhiều máy lắm, nó lọc cho không khí nhưng mà ai chưa nghe qua thì nó lọc cho nó sạch hơn. Thì trong cái máy lọc đó bạn có thể bỏ mấy chai năng lượng trong chậu mà xong. Ở đây nó bán 1.000 euro. Thì bạn cái máy lọc khí ở ngoài bạn cái đây nó bán từ 200, 300, mấy trăm đô cũng có nữa. Thì bạn tự làm, tự chế ra thì nó dễ hơn. Hay là muốn mua bỏ ra 1.000 đô nhìn thấy nó xinh hơn, có hàng hiệu đàng hoàng để khoe hàng được. Chỉ nổi với bà con tôi có đồ chơi mới nhất nè. Máy này chiếu lợi đây, máy bút giảm đau này đó, cái mặt nạ này, có nhiều sản phẩm khác để mình chia sẻ cái. Và còn cái mới cuối cùng đây, cái này cái mắt kính nó bỏ năng lượng trong trọng thôi. Cái ai mà mù mắt mù đời không biết nhìn người ấy, dùng cái này nó bỏ kiểm sao hai không biết nhìn sáng sủa không hay không thì tự trải nghiệm đi. Đây mình mấy khác quần áo, mấy cái sản phẩm quần áo để cho mặt, tức là khi bị trị bệnh á, phải dùng cái mua cái này để khi mà cái quần áo này có một một cấp bảo mạng trong trọng, để khi mà xử lý công việc 19 nhà nước có thể mua một số lượng lớn để khi mà người bệnh nhân bị công việc 19 rồi mặc cái áo này vô nó dễ dàng hơn, khi mà mất khói mất công đắp mà xịt này nọ nó có năng lượng sẵn trong trọng hết trơn rồi. Thì trong cái áo này khi mình mở ra mình có thể bỏ nhiều năng lượng khác nhau trong trọng, nó thuận lợi cho việc mặc đó, thì nó chế sẵn cho hoàn cảnh bị công việc 19 cấp 1 và cấp 2 luôn, cho nó thuận lợi chăm sóc nạn nhân cho những mấy bác sĩ mấy chỗ lớn nào đó. Nên mấy này quần áo thôi để có năng lượng trong chồng đơn giản thôi. Mấy quần áo này mình đã chia sẻ rồi, có hai cách khi mà chồng đồ bản chất nó có rồi, nếu mà không cho không trồng thì mình may quần áo này, thí dụ đi mình có thể bỏ mấy gang khô và may trên giữa mấy miếng vải thì có thể hai lớp, mình bỏ mấy miếng năng lượng trong chổng theo mình muốn để chỗ nào thôi. Có nhiều cách, bạn đầu óc sáng tạo đi để cách để đưa năng lượng vào những sản phẩm theo cái sáng tạo của mọi người. Hôm nay mình cho những cái sản phẩm giá cả như thế nào, bán những gì trong thị trường để cho mình biết sơ qua, để mở cái tầm nhìn thôi. Máy này cũ chân xà bông nè, máy xà bông này rất dễ làm. Như bạn máy làm mà xà bông á, thì mình làm xà bông, nếu mà ai mà làm sống hữu cơ làm xà bông sạch á, thì trong quá trình làm xà bông sạch nó xúc với dầu rồi thành xà bông rồi, bây giờ mình bỏ thêm kẽm mà CO2 nữa, là cái xà bông của mình là có năng lượng trong, khi mình tắm sẽ da mềm mại hơn, có năng lượng sống rồi, không khó để làm. Cái mà gọi là cái mỹ phẩm á, nhất là phụ nữ dùng mỹ phẩm thì có thể bỏ CO2 và kẽm trong chồng làm nó mềm da, da nó mướt hơn và nó bớt hư da, thì mấy sản phẩm này nó bỏ năng lượng CO2 và kẽm trong. Nếu mà rửa tay thì có nếu mà bỏ dùng đi rửa tay đi sạch vì sinh học vì vi khuẩn thì có thể bỏ đồng trong thêm nữa, mình tự chế biến tùy theo cái tác dụng của nó, mục đích của mình. Đây lúc trước mình đã mua một cái đem về cho số hàng mà mình cho mất tiêu rồi, cái miếng giảm đau, cái miếng như là mà cái pain pad khi mình đeo cái trong chân người của mình á, bớt đau lưng, nó công phu hơn. 24 miếng, một miếng này thì miếng này rất là dễ làm, mình có thể mua mấy sản phẩm sẵn trên thị trường rồi đó. Thì khi mình làm miếng giảm đau đó mình chỉ cần bỏ vô đây thôi, mình dán vô là xong, hay là mình tự may. Mai mốt mình chỉ cho làm cái miếng giảm đau nó rất là dễ dàng để làm, và mình bỏ thêm như mấy cái miếng thiết bị này. Đây là nước nước năng lượng nè, bỏ cái để cái cốc nước năng lượng này nó bán 85 euro, rất là dễ dàng. Cái một cái cốc nước năng lượng thôi, cái miếng này nó bỏ nghe xuống giữa. Ai muốn hàng xịn, nước alkalizer
rất là đơn giản. Bạn có thể lấy chai nghe bạn làm bỏ vô hũ thủy tinh, dục chai dục dục cái cốc nước, bạn uống giống như vậy thôi, nhưng không tốn, không tốn 85 euro thôi. Muốn muốn hàng xịn để đãi khách thì mua này nó xin mắc hơn, chứ bỏ cái chai thủy tinh như cái giữa đổ tôi uống cho nên tưởng tôi ngồi mình ngồi đọc ra gì đó. Đây những cái sản phẩm hồi nãy, có nhiều sản phẩm đó, cái này chiếu lợi thôi. Những mấy sản phẩm ở đây là cái này là cái máy làm cho tự động ở nhà, ai mà lười biếng không muốn dùng khoa học là mấy cái kit nó làm sẵn rồi, mua mấy cái này về nó tự sáng tạo, mình thay miếng kẽm miếng đồng thôi, nó tự động thu hoạch, nó tự động hết trơn. Mình đổ nước muối vô nó làm nghe xong, cái mình xả ra một lượt rồi mình thay miếng đồng miếng kẽm thôi là xong, cho người sản xuất số lượng nhiều hơn. Thì cái này là công nghiệp hơn, nó lớn hơn thôi, nó cũng giống như thằng này với thằng này nhỏ, thằng này công nghiệp hơn, thằng công nghiệp thì 5.000 euro, thằng nhỏ thì 1.500. Là những cái thiết bị khác cũng như lúc trước anh em cái lưng, bây giờ cái đùi gối hay là cái chân ở dưới đủ thứ chỗ hết trơn á, thì mấy cái này bạn thấy rồi, cái sáng tạo của mình để cho bà con, ví dụ đi mẹ ơi hay bố ơi uống nước này đi, bộ mày muốn ngộ độc muốn chết tao, tao lấy tài sản nhà tao sao, thì thôi cho dùng sản phẩm này hay dễ chấp nhận hơn khi mình cho khi mà uống nước năng lượng nó tưởng mình ngộ độc hay gì đó, thì khi mà mặc những cái sản phẩm này thì dễ dễ chấp nhận hơn. Nói chung những cái sản phẩm đây chia sẻ cho những mấy người là, một là mình biết mình làm mình không muốn làm, mình đủ tài chính thấy dễ dàng mình muốn ủng hộ thì mình dùng mấy sản phẩm này để ủng hộ, hay là mình dùng đó để mình đủ điều kiện, hay là mình giúp cho mấy người, mình chia sẻ cho mấy người mà họ chưa hiểu gì công nghệ này mà họ khó tiêu hóa hơn á, dù mình giải thích thêm 1.000.000 lần không 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 vô một câu nào hỏi trơn á, nhưng mà nói về sản phẩm này sản phẩm nọ nọ bình thường thì họ dễ chấp nhận hơn, thì có thể áp dụng được. Đối với người mà 3D quá đó thì mấy sản phẩm này phù hợp với họ hơn. Nói chung để phát huy những sản phẩm này mình hy vọng mình tin rằng sau một vài năm nữa Việt Nam mình có thể rất là nhiều sản phẩm Việt Nam mình rất là sáng tạo, có thể năm 1 2 năm nữa đây thì tiêu hóa những kiến thức này, những kiến thức cơ bản, rồi sau 1 2 năm nữa bắt đầu phát huy tạo ra nhiều sản phẩm để ứng dụng trong xã hội thực tế, thì cần một thời gian, thì mấy năm đầu thì mình tạo cái nền tảng, sau rồi nhiều người đi học hỏi để trải nghiệm, sau trải nghiệm hiểu biết luôn lòng tin rồi đi bắt đầu phát huy những sản phẩm để đưa lên thị trường, vừa nuôi bản thân của mình và chia sẻ công nghệ với cộng đồng một cách để họ có thể tiếp nhận dễ dàng hơn, cho mấy người mà không quan tâm về cách làm thế nào hay là muốn chia sẻ họ cho muốn dùng sản phẩm ủng hộ, tại đi ủng hộ công nghệ này có nhiều giai đoạn, có nhiều loại người, bạn có thể đi học chia sẻ giáo dục lại, hay bạn là chỉ ủng hộ sản phẩm thôi, nên bạn đi người chia sẻ đưa thông tin cho mấy người khác, có nhiều cách để ủng hộ, có nhiều cách để tiếp thu để phát huy cái công nghệ này, không nhất thiết là phải đi làm hết trơn, được tùy theo cái xu hướng của mọi người thôi. Ngay cái những cái sản phẩm này dễ đưa trên thị trường để người ta chấp nhận hơn. Những cái quạt này, cái quạt này đi rất là đơn giản, bạn chỉ cần đưa cái quạt bỏ cái chai năng lượng ở trên nó quay vòng 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 đó. Ai mà chơi mà thắc mắc á, muốn khám phá đó, những cái quạt giờ mình dán cái chai năng lượng lên hay là dán miếng giảm đau lên thì nó quạt những quay cái chai năng lượng đó, nó phát năng lượng ra như thế nào, mình phê hơn hay không. Hay ở phía sau này mình đã bỏ chai năng lượng, cái quạt ở phía sau mình để chai năng lượng đó mình dán lên, hay là trước thì cái mặt đó, ngay chỗ cái quay á, khi quạt quay cái chai quay theo á, nó được kích hoạt cái chai luôn á, bỏ cái chai túi tinh nhỏ chừng 2 ml hay là 5 ml bỏ nước năng lượng trong chổng, rồi khi mình dán băng keo vô cái mặt nó quay á, khi nó quay cái chai quay theo luôn, những mấy cái nghe trong chổng nó chạm với nhau, nó tạo những sạc mấy năng lượng nhỏ hơn nữa thì thổi đến phía mình, thì bạn cảm nhận như thế nào, nó thay đổi cái môi trường như thế nào. Mấy sản phẩm này cũng giống như sản phẩm mình nãy mà trước trên, nó không có khác biệt gì, nhét thì bỏ năng lượng lên chổng xong. Nè những mấy người mà thích chơi lò xo thì chơi cái này nè, nó đối với số người nhạy cảm thì ăn đòn, tại bỏ ghe xong đây nó quay vòng 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 rất là mạnh rất là nhanh, thì nó khi nó quay á, những mấy cái ghe nó chạm với nhau á, nó sẹt cũng như nó sẹt đuổi đó, đưa mấy cái tia năng lượng giảm tốc độ xuống ở gần cái năng lượng vật chất cơ thể của mình, thì mình tiếp thu nó dễ dàng hơn, cảm nhận nó rõ ràng hơn, mà cơ thể mình khó từ chối nữa, trong giai đoạn class mà mình thấy ok ta không muốn đủ rồi, nhưng trang trạng này cũng như là uống
đồ vật chất gì đó dễ bị overload lắm, dễ quá lố lắm, thì học cách để xả đi. Nhưng mà học cách bị xả là bị ăn đòn đầy đủ đối với người nhạy cảm, đối với người vô cảm sẽ xấy bao nhiêu cũng vô dụng thôi. Thì muốn ai muốn trải nghiệm thì mua những cái sản phẩm đó. Thì những sản phẩm này lúc trước mình chia sẻ có anh bạn ở Chenlin ở trong Trung Quốc, anh bán những sản phẩm này chuyên gia gì. Lúc trước thì cái phần đấy xin nhờ anh ta làm cái mẫu, họ mua sản phẩm từ anh ta, những cái mẫu làm cái thiết kế họ đưa ra thì anh ta làm những sản phẩm, cái mẫu này thì anh bán cho nguyên những mấy người tìm kiếm kiến thức. Thì bạn có thể tự trải nghiệm những mấy cái này. Ví dụ mấy phụ nữ muốn làm đẹp thì có miếng mặt nạ, trong đây có năng lượng nghe bảo đảm khi mà để trên cái đầu chán này là không có đồng, chỉ có thể chia sẻ hai và kẽm thôi. Thì khi mà làm cái da cho mình cho mỹ phẩm thì mấy người là phụ nữ đã thử nghe rồi, khi mà tắm với nó, rửa mặt với nó, da mình nó đẹp hơn cái lúc trước hay không, bớt mụn hay không, bớt dầu hay không, thấy thoải mái hay không, nó bóng hay không. Thì khi mình rửa mặt thường xuyên, thì ví dụ mình làm một cốc một mạng, hay mình làm gan kẽm 100% hay là CO2 và kẽm, rồi nước muối đó thì mình không dục đi, mình lấy là mình rửa mặt thường xuyên mỗi sáng, là mình dùng đó mình súc miệng, thì cái da mình như thế nào, ai đau găng thì súc nước muối của một cốc một mạng thì hiệu quả như thế nào. Thì mấy này giống như nhau thôi, nó bỏ năng lượng trong đây. Hy vọng mấy ai mà mù người không biết nhìn người thì để bỏ kẽm ở đây sao sáng sủa mắt hơn hay không, thì tự trải nghiệm đi, xem nhìn người nó sâu sắc hơn hay không, hay còn phải còn ngây thơ giống như trước đây. Tại có người nó quảng cáo mà cái nghe CO2 và kẽm nó chỉ ngu si mà. Ở Việt Nam lúc trước nó bán chai thuốc rồi bán thuốc rồi bán thuốc thì chị ngu đó, nặng thì mà nhẹ thì một viên, vừa vừa thì hai ba viên, nặng thì uống nguyên chai luôn. Những mấy sản phẩm này dễ cho mấy gói ngủ thì mình trong đây mình bỏ CO2 và kẽm thôi. Gói ngủ, gói mình dựa tay, dựa đít, ngồi tê đít, mình chắc mình cũng cần cái rồi, mình ngồi mình nói chuyện ngoài bên ngày cũng tê đít luôn, ngồi trên máy mình tính bên ngày cũng tê đít, cần ngồi mấy cái này cần được. Hay là những người thiền, trong đây nhiều người thiền có cái thảm thiền, thì trong cái thảm thiền giờ mình làm cái miếng giảm đau, cái miếng đó CO2 và kẽm mình để dưới cái thảm, rồi mình ngồi mình thấy nó phê hay không, mình thiền nó tác đạo nhanh hơn hay không, nó lên đỉnh nhanh hơn hay không. Thì trong những cái thảm đó mình bỏ cái miếng năng lượng ở dưới mình ngồi trên trển. Giờ mình có cái sản phẩm bán cho mấy người thiền rồi phải không, mà không biết cần gì là thiết bị gì, mà mình nói là công nghệ cao, ngồi vô thiền định nhanh lắm, họ thử đi thì ngồi lên thiền định nhắc là nhanh. Vì cái sản phẩm mình trong thị trường đâu có ai mà đối thủ được phải không, tại thiền phải lên phải đắp, phải nhập tâm rất là nhanh. Nhưng bây giờ có vũ khí rồi, công cụ rồi, ngồi lên là nhảy lên múc đỉnh xong. Trong những mấy cái gói này mặc kệ cái hình thức nó giống nhau thôi, bỏ năng lượng trong trọng, mình bỏ trong bỏ cái chai năng lượng cũng được, bỏ cái miếng khô cũng được. Trong thường mấy này dùng gan khô thôi, với cái chai ướt dễ bị tai nạn lắm, dễ bị kiện lắm, dùng gan khô thì trong này phần cảnh này nó phù hợp hơn về kinh doanh. Nè, ai bị nhức đầu nè, mang cái này vô cái đầu, cái này gọi là migraine, là nhức đầu rất là nặng đó. Thì trong đây nó bỏ CO2 và kẽm thôi. Cái tay bên hai bên, một bên nó bỏ, thí dụ đi, một bên nó bỏ kẽm một phần, bên kia nó bỏ 21 phần, tại nó chạy lưu động chứ, qua bên này qua bên kia đó, nó chạy qua hai bên, nó tạo một cái lưu động, nên làm cho người cái đầu bớt căng hơn. Thì trong đây, trong xung quanh cái từ bên trái, bên phải, trước, sau, nó để những mấy cái năng lượng tinh lạch khác nhau, nó tạo một cái lưu động. Bạn có thể làm gì để tạo lưu động, mình mang đầu óc, xem nó bớt, xem cái chị đau mà xem cái chị ngu luôn hay không, có thông minh hơn hay không, có đắc đạo nhanh hay không. Mấy cái sản phẩm này không khác biệt cho nên một biến một cấp độ khác thôi, dễ mang hơn. Mấy cái này mang cái chân dễ hơn, mang tay dễ hơn, cũng giống cái trên, cùng nguyên lý thôi.
giống như mấy người già hay là mình bị thương, bị đứt chân, đứt tay hay là già mình bị chập xương khớp thì mang mấy này nó dễ dàng hơn, nó nhìn thấy nó chuyên gia hơn, chuyên nghiệp hơn. Chứ mà đưa cái miếng mình làm mà thấy nhìn ta thấy mắt cũng tin rồi, tại thấy nó đơn giản quá, đưa cái miếng giống khoa học hơn, thời đại hơn, cho tự động thấy lòng tin hơn, chưa gì mà thấy lành rồi. Tại cái lòng tin con người thôi, cái lòng tin con người nó quá mỏng le hả, nên chưa đưa họ cái sản phẩm mà thấy chuyên nghiệp chuyên gia quá là thấy chưa mang là thấy khỏe rồi. Đưa cái sản phẩm mình đưa ra mình làm ở nhà dù nguyên cái tấm lòng cho mình để trên cảnh mà thấy bơ phờ quá. Là mấy này giống nhau thôi chứ hình thức mang nó khác thôi. Nhưng chút còn mấy cái hành hành tài, sản phẩm chính nó chưa để quảng cáo ở đây, mấy này cũng giống nhau không khác biệt gì, mấy cái đèn năng lượng cũng không khác biệt gì. Trời, nhiều quá. Ok, cái này ba cuốn sách của thầy Cash, nếu mà ai muốn học đọc á, cuốn sách thì đầu tiên là mình thấy cái hình này thường xuyên rồi, để làm sao mà tạo được ba cái vật chất đó. Cuốn sách thứ hai là cấu trúc ánh sáng, khi mà class mà nó đi nó lưu động á, nó biến thành thành tích cái hình dài, cái cylinder, khi đến nơi đó nó biến thành quả cầu trở lại. À đây là phải không, khi bắt đầu lưu động nó biến thành thành tích này để lưu động nó dễ dàng hơn, và đến nơi nó trả lại cái quả cầu này trở lại. Ở đây là cấu trúc vũ trụ, nguồn gốc của vũ trụ. Lúc trước mình mua ba cuốn sách này, nhưng cuốn sách đầu tiên nếu mà ông không còn, chỉ có hai cuốn sách này thôi à. Cuốn sách này mà lấy trên mạng được, lấy cái cuốn sách hồi cũ hồi xưa đó, có một cuốn sách mà sau này người ta sửa tiếng Anh của ổng á, nó tưởng ông viết mà tiếng Anh không chuẩn, họ sửa lại nó mất ý nghĩa hết trơn rồi. Cũng như mấy người muốn sửa cái ngôn ngữ mình viết á, mất ý nghĩa hết trơn, tại họ không hiểu cái ý nghĩa. Dù ông viết dòng do Tam Quốc khó đọc, cái ông nội tôi một ông nguyên cái trang lắm, ông chỉ cần mình viết tắt hai câu là xong, nhưng mà ông viết dòng do Tam Quốc nói qua nói lại đọc hơi dài một chút xíu. Nếu mà ai mà không biết tóm tắt lại thì này, tóm tắt là không chuẩn. Đây mấy tài tử chánh đây nè, ông bị khiếu nại vì mấy thằng này nè. Cái đầu tiên là cho xe, bỏ cái thiết bị này là bốn cái lò, ba cái lò xo nó kết nối với nhau, có một chút nói chung là cái thiết kế nó không vớ vẩn, nó không có chuẩn. Nói chung là cái thiết bị này thì giúp cho giảm tiền xăng trong xe. Cái này là mình đã xác nhận rồi, cái thiết bị mình dùng trong xe nó giảm tiền xăng, đạp ga nó mạnh hơn, bước vô xe thì nó thấy nó thoải mái hơn, mình thấy giống như mình điện đi điện 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 điện, 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 điện nguyên cơ thể của mình, nguyên con người đó. Và mùa hè nóng mà thấy bước vô thấy dễ chịu thoải mái, mà xăng thì mình giảm, tại xe mình lúc mà xe mình là xe bự, xe tải đang chứ không phải xe nhỏ, là mình chạy chảnh mà chứ xe lớn thì xe tải nó giảm đi khoảng mà như là mình dùng nhiều phương pháp lắm, không phải một phương pháp, mình đổ ghe trực tiếp vô thùng xăng luôn, mình đổ ghe trực tiếp vô cái máy xe luôn, và mình cũng thay đổi cái lọc, mình xịt nước năng lượng trong cái máy lọc khí, và mình dùng cái mặt graph thì nó giảm khoảng chừng 40-50%. Tại cái xe mình xe lớn hơi tám máy nặng, nó uống nước còn hơn mình uống nữa, uống xăng hơn mình uống nước nữa, chứ quên uống nước để chết. Cái khi mà cái máy chạy mùa hè nó nóng á, thì mình bỏ CO2 á, nó sẽ làm cái máy bớt nóng hơn, nghĩa là tại vì CO2 có cái tính hút nhiệt, tại cái máy nó lưu động làm những cái dầu nhớt trong trọng á, nó có cái khoảng cách nó xa chút xíu, nó chạy bớt nhiệt hơn. Thì mỗi người chịu trải nghiệm đi, cái máy nó chạy im ru hơn. Lúc trước khi mình bỏ cái máy thiết bị vô cái xe mình tưởng xe bị chết máy rồi, tại cái máy nó chạy im ru mình, tại mình bị ám ảnh, tại lúc trước mình lái xe cũ mà nó bị chết máy thường xuyên, ngày nào xe mà im ru mình bị ám ảnh này, chết màu chết máy rồi. Nên khi mình bỏ thiết bị vô xe mới nó thấy nó chạy im ru mà không thấy nó rung chút nào luôn nữa. Cái máy thì mình cho nó điểm ok, nó qua điểm, cái máy này không qua điểm, cái máy này rớt điểm. Cái máy mà cho nhà đó
mình làm cái có thể mình không hiểu hết kiến thức, tao không dạy làm thế nào mà tạo lưu động năng lượng cho nó hiệu quả trong cái nhà để giảm tiền điện. Nên mỗi người tự hên xui tự khám phá đi thì mình làm không hiệu quả. Có thể vì lý do là cái Mỹ nó lừa đảo hơn. Nếu mình nói về cái gọi là cái máy đo điện đi, Việt Nam bị lừa đảo mà không nhận thức được lừa bị lừa đảo như thế nào. Cái máy mà đo điện số trong nhà nước ngoài á, nó không chạy theo cái tiêu dùng của mình, nhiều lúc nó chạy phụ thuộc theo nguyên thành phố, nguyên cái khu dùng bao nhiêu, thì cái máy đi chạy chậm hay nhanh hay là phụ thuộc theo cái khu thôi. Mà nghe được nghe lại vẫn để mình nói là một lần nữa nè, cái máy mà đo điện ra đó nó sẽ chạy nhanh chạy chậm phụ thuộc theo cái số dụng ở khu đó. Mình nói một lần nữa nha, nhiều người ai cũng thấy cái máy nó đo đúng, dùng cái máy hồi xưa đó, đừng có dùng cái máy hiện tại bây giờ mà điện tử, dùng cái máy hồi xưa sửa đó thì nó sẽ chuẩn hơn dùng cái máy điện tử hiện tại bây giờ đó. Để chết cha bạn đó, nó dùng công nghệ cao đủ thứ, nó bắn sóng vô wifi vô là mình đơ 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 đơ, đơ luôn, gọi là tự nó lấy nó đo số tự động ở trên cái máy cũ, nó mất thời gian nhưng mà nó không ảnh hưởng về về cái tần số, vì nó phát wifi vô nó làm ảnh hưởng tinh thần của mình. Thứ hai là ngoài ngoài nó phát sóng ra ảnh hưởng với tinh thần của mình, cái nó đo không chuẩn. Và thí dụ đi, khi mà đường điện điện đi vô nhà đó nó thấy đo, nhưng mà khi mình áp dụng công nghệ cache á, thì công nghệ cache ổng mình lấy một phần mình cho là ba phần, nghĩa là khi nó đi ra đó nó cũng tính vô mình xài luôn, đáng lẽ mình đi ra đó là nó phải ngược số trở lại phải không, đi vô thì tính lên, đi ra phải trừ xuống, nhưng mà vừa đi vô đi ra nó tính lên nó chờ là chết cha mình luôn á. Thì mình thấy bảo đảm thằng này khi mình đi ra năng lượng đáng lẽ nhà nước phải trả tiền cho mình hay là công ty điện phải trả tiền lại cho mình, nhưng mà khi đi ra nó không tính là sụt xuống số, thật sụt xuống số mà nó tính giống như mình đang xài điện vậy, tính lên hơn nữa, nên bây giờ mình dùng điện nhiều hơn thường nữa. Tại cái lừa đảo, cái máy này lừa đảo, bản chất cái máy đo điện là lừa đảo, nó như vậy, thằng nào làm điện cũng biết gì hết trơn, ai mà ngành điện cũng biết là mấy cái máy là lừa đảo hết trơn. Nên mà mấy anh bạn mà Việt Nam mà đi coi đi mà thằng đến đó đi, người ta đến đó coi điện mà đi số số mặt không lưu ý, không không mặc kệ nó viết số nào đó, nó cái lòng hảo tâm á, thì nó viết chênh lệch một chút xíu thôi, nó không hảo tâm là nó cho cái chênh lệch hơi lớn, thì bạn không lưu ý tiền điện mà dùng hàng ngày như thế nào. Nhưng 1 triệu người, một Việt Nam 100 triệu người đi, nó không cần lấy 100 triệu mỗi người, nó lấy nó đơn giản đi, nó lấy 200 ngàn, nó mấy 200 ngàn mà 2 ngàn hay là 5 ngàn nó không phát hiện được, nhưng có lúc nó lấy mấy trăm ngàn. Mà nhớ 100 triệu mà mấy người nó lấy 2 ngàn cơ đi một tháng đó, nó 2 ngàn quá đơn giản đi, nó trong nó không 2 ngàn đâu, số lượng nó lấy quá nhiều đi, nó khách sáo rồi nó lấy 2 ngàn mà thôi, nói xấu rồi đủ thì chắc ông tao cúp điện luôn nữa, mới nói xấu mấy công ty này chắc chúng bị cúp dây mạng. Nói chung là mình trải nghiệm này mình làm không thành công, thì ngoài cái máy giảm tiền điện nhà mình có thấy dùng trong nhiều thứ là thay đổi môi trường. Thì khi mình dùng cái máy này mình chia sẻ cho người bạn ở phố làm Nga Sĩ, thì ông xã của ta là người nhạy cảm, người là chữa bệnh về tâm linh, về năng lượng tâm linh, thì khi mình gắn cái máy này vô á, cái máy mình làm phải cái này nha, cái mình làm thì thấy cái tần số khác biệt liền, là người cái môi trường nó khác liền, cái tần số lên khác liền, thì mọi người trong trong thì người bạn mình so sánh là người làm đi vui vẻ hơn bình thường, nói chung là môi trường nó tích cực hơn rất là nhiều khi mà không có cái thiết bị này. Nên đối với mình cái giảm tiền điện là cái tác dụng phụ thôi, nếu giảm tiền điện được thì tốt, không giảm được thì không sao, quan trọng là cái giúp mình thay đổi môi trường. Cái tránh hơn cái này là cái máy phát điện nè, là mình đã không cần mấy cái quỳ ác rồi nữa hay là mấy cái đạp, là cái máy này một rất là nhỏ, nó khoảng cách ở đây nè rất là nhỏ, nó phát điện được mấy ngàn watt không vấn đề gì cho cái này hơn cái cơ bản cái này, cái máy này hình như là khoảng chừng mình quên số rồi, chừng 6 như 10.000 quá thì đó, nó không nhỏ đâu, đối dùng cái nhà là dư sức, là cái máy phát điện bạn muốn làm 1.000 W 1.000.000 W cũng được luôn nữa. Nhưng cái sản phẩm này nó bị thất hẹn từ mình biết công nghệ đến bây giờ nó chưa ra thị trường mà đã đặt hàng rồi, mà bạn của mình cũng đặt hàng mà phải không có hàng. Mà ông đầu tiên năm hồi mấy năm trước ông nói ông đưa cái hợp đồng này cho Trung Quốc, Trung Quốc có một bản quyền là sản xuất đầu tiên những máy này để bán, nhưng bạn biết rồi, nếu bạn đưa mấy thiết bị này cho Trung Quốc hay nước nào đó, bạn nghĩ nó ra thị trường được hay không, bạn suy nghĩ đi,
cái máy phát điện này mà đưa cho Trung Quốc hay nước nào đó họ ra được thị trường được hay không. Nếu mà không đưa cái phương pháp này cho mọi người thì bây giờ không, Việt Nam có lo bị mất điện, và bao nhiêu công ty cho nó phải đóng cửa, hãng dầu phải đóng cửa luôn nữa. Nó không đóng cửa đâu, nó quá giàu ác luôn, nó quá kiếm quá tiền lợi độc luôn. Nên nhiều người đầu tiên là Free Energy, ông quảng cáo hồi 2015 đấy, đầu tiên là cuối 2015, khoảng tháng 10 là ông gọi là Blueprint, Free Energy Blueprint. 99 người đi đến KF Foundation mình nhờ anh bạn này nè, cái máy giảm tiền điện 30% cho cái nhà. Sau đó một thời gian, một năm sau, ông đưa cái máy phát điện ra. Cái phát điện thì cái này thì cái bự thì mình chưa thấy hiệu quả, nhưng có anh kia là Douglas, anh ở Mỹ, anh tạo cái máy gọi là hybrid generator. Nó không giống như cái này, nó vừa dùng mấy cái lò xo mà dùng mấy cái gọi là cái máy, là mấy cái máy máy hồ lô cho mấy tủ lạnh á, compressor đó, mấy hồ lô cho cái tủ lạnh á, để kết nối tạo một cái hybrid và cái đồ bơm nước. Thì anh tạo ra những cái thiết bị đó để mai mốt mình chia sẻ cái video đó thôi. Nó tạo được khoảng, nói chung là cung cấp 2-3 ngàn watt cho nhà không vấn đề, cho anh đã tạo đó, nó chạy tạo miễn năng lượng miễn phí. Nhưng khi mà đi đến show hàng mà đem cho nhà nước tổng thống, gọi là có tổng thống như là bên ông tổng thống nào rồi, ông Obama hay gì đó quên rồi, thì khi mà đi cho nhà nước để đi Washington DC là thành phố thủ đô của Mỹ để đưa những mấy ông tổng thống xem ở đó, thì khi mà đường đi nó bị hỏng, mình lúc đó cũng tham gia trong cái nhóm đó nữa, để mình gặp những sản phẩm đó nhưng nó bị hỏng rồi, nó không có chạy được. Đi nói lý thuyết rồi, nhưng khi mà anh chia sẻ trên mạng thì nó chạy được. Khi mà đi đến đó bị, trong cái quá trình đi bị vận chuyển nó bị hỏng cái máy bơm mà không đi mua cho thay thế được, nên nó không có hoạt động được, chứ mình không thấy trực tiếp ở ngoài nó làm máy phát điện như thế nào. Nhưng mà anh chia sẻ trên mạng nó đã phát điện được và nó chạy được khoảng hơn 2.000 W, nó xử lý không vấn đề gì trên 2.000 mấy W. Thì như đó thôi, đó là một cái sản phẩm chính. Mấy cái này là cái lúc trước mình chia sẻ là cái one cup one life mà hồi xưa đó, là có thể bỏ nước vô đây mình uống nước đủ thứ nước, cho nên là mình uống là khỏi là ăn đồ ăn đó. Rồi cái bỏ những mấy cái nghe đủ thứ xung quanh ở đây nó tạo năng lượng, thì nước trong đây mình bỏ vô mình uống mình nó được sạc năng lượng, thì mình không thấy đói, nó không cần ăn nữa. Bạn có thể dùng những mấy acetamin mình thu hoạch trong cái nghe kẽm mà CO2 đó, những mấy acetamin nó chở acetamin của CH3 của đồng, thì mình tóm tắt lại một chỗ mình làm gan kẽm gan đồng CH3 đó, mình dùng gan canxi nó cho đủ thứ đi, trải nghiệm rồi bỏ nước đi mình uống xem mình có giải giải đói hay không. Đây là cái lò xo mình nói nè, cái lò xo để làm cho bạc graph nó cần ba cái như vậy. Đây những mấy cái thiết bị làm mấy cái lò xo bằng tự động quá là đắt tiền đi, cái cốc bình thường thôi. Nói chung thì còn nhiều sản phẩm là mình không cần show hàng hết đâu, nó không cần mình nhìn mấy cái cho biết sơ qua thôi, chứ cái sáng tạo đầu óc của con người nó không giới hạn, thì mình thấy sáng tạo còn nhiều hơn cái này nữa, thì mọi người tự sáng tạo ra để áp dụng. Sau này mình chỉ làm những mấy cái lò xo như này nè, những cái lò xo trên đây nè, mình gắn ba cái này chung với nhau để làm cái thiết bị trên đây nè, ba cái đó để gắn với làm cái thiết bị này nè, mấy thiết bị mà graph này nè. Thì trong cái KF Vietnamese trong YouTube á, nó đã hướng dẫn làm hết trơn rồi, ai biết tiếng Anh có thể thử nghiệm mình trải nghiệm. Mình đã làm nhiều cái mà nếu mà ai mà muốn làm thì mới cái bán cái đó cho mọi người, bán để làm thay đổi môi trường chứ không phải mà giảm tiền điện. Mọi người cứ đem về gắn vào, tại làm này nó mất rất là công phu, mình ghét làm cái thiết bị này lắm, mình ghét làm cái thiết bị vật chất lắm, nhưng mình chỉ làm để mình trải nghiệm thôi. Những ai muốn trải nghiệm thì mình cứ làm, cho có thể làm mấy cái này để mất nhiều thời gian, mình có thể 6 triệu một cái, có ba cái lò xo, nói chung rất là nhiều tiền đồng, ai mà có đủ tài chính nó cần rất là nhiều đồng để làm mấy thằng này, mà mất ít nhất mấy trăm ngàn đồng đấy để làm mấy cái này. Mấy căn đồng nữa, tại mấy cái lò xo này nó nhiều công phu lắm, nghĩa là hai cái như đây phải không, nó chữ trong đây là bốn lò xo đó, bốn cái đó. Cái ngoài á có cái bự, còn cái nhỏ nó đi vô trong giữa cái bự trong trọng nữa, cái trong cái gì đó, cái lò xo ngoài, còn cái lò xo nhỏ nó ở trong nằm ở trong nữa, trong này có bốn lò xo đó.
mà cấp 3 thằng gì là 4 là 3 là 12. Nên là cái này hơi công phu một chút xíu mà ít cho các bạn trải nghiệm. Khi mà tạo những cái lò xo này mình giống vô điện 220 mà đụng nó không như thế nào, thì ai muốn sợ thì đừng đụng, muốn làm hảo hán hay là nữ nữ hán gì đó, nghe không hợp lắm.